thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây hiện tượng một số cá nhân người việt thiếu thiện trí với quê hương đang sinh sống tại cộng hòa liên bang đức lợi dụng một số phương tiện truyền thông để xuyên tạc bịa đặt dưng chuyện nhằm vu cáo việt nam đã trở nên khá phức tạp ngày càng tỏ rõ bản chất dối trá thái độ bất lương điều này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận trong nước mà cộng đồng người việt sinh sống tại nước ngoài cũng không tránh khỏi bất bình rất nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc nói thẳng thừng rằng những cá nhân này nên dừng lại, đừng tự làm cho tên tuổi trở thành vết nhơ và thành nỗi xấu hổ của cộng đồng gốc Việt. Trong một bài viết có tiêu đề, đừng tự trở thành nỗi xấu hổ của cộng đồng gốc Việt, đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân, tác giả Hồng Quang cho biết. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, trang mạng nửa vòng trái đất chấm tờ vờ, của Derek Phạm, người Mỹ gốc Việt, đã công bố video clip nhan đề "Lê Trung Khoa Thời Báo .ze bị chỉ đích danh là liều báo chuyên thêm thắt xuyên tạc". Trong video clip, trả lời phỏng vấn của Derek Phạm, ông Henry Nguyễn thẳng thắn nhận xét: "Lê Trung Khoa của Thời Báo Trung đề, cái anh này thì tình độ gì dốt nát lại đi đi, đi làm nhà báo, à, cái nhận thức chính trị thì không có." còn tin tức thì cũng kiểu như là chập giật ở trên mạng cũng thông qua ông Ryan Martinson này để bắt đầu suy diễn tùm lum theo cái chủ quan cá nhân của của, của anh nhưng mà lại thể tự cho tự phong thánh cho mình rằng là à, mình nhạy tin mình trung thực mình đưa tin khách quan cái tên âm mà, mà, mà Lê Trung Khoa của thời báo chấm đề bên Đức đó à, là một cái cái hình thức à, khốn nạn truyền thông và ông Harry Nguyễn khuyến cáo À, cho dù mình tiếp nhận với cách nào đi nữa thì cũng nên nhìn nhận nó một cách rất là tỉnh táo và nên kiểm chứng. Không à, nên là cứ hồ đồ hay là cứ ai vua theo những cái thông tin nóng đó mà làm tình hình cho nó phức tạp lên. Còn mình vẫn nhắc lại một lần nữa, à, các bạn nên tỉnh táo, đừng bao ngày giờ nghe tên Lê Trung Khoa nói về tình hình chính trị kinh tế đất nước Việt Nam À, và riêng đối với tình hình tư chính này, bãi tư chính hay là vùng biển đông, đường xa, hoàng sa này là một năm nữa, à, thì tên Lê Trung Khoa này à, là à, đã rất là dấu trá. Vậy Lê Trung Khoa là ai? Trang mạng thời báo.ve hoạt động như thế nào để ông Henry Nguyễn phải đánh giá và khuyến cáo như vậy? Về nhân thân, Lê Trung Khoa sinh năm 1971, quê quán ở Thanh Hóa, có bố là người lao động xuất khẩu tại Đức. Tới những năm 90 của thế kỷ trước, Lê Trung Khoa đến Đức. Thời kỳ đầu, anh ta sống ở một số nơi, chủ yếu buôn bán quần áo, mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, bán máy thu tiền, dịch vụ lắp đặt camera an ninh. Chuyển đến Berlin, Lê Trung Khoa đã lập ra và điều hành trang mạng Thời báo.de. Khi mới xuất hiện, Thời báo.de ít nhiều còn có sự lương thiện từ tinh thần đoàn kết dân tộc vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mong muốn có một cầu nối về truyền thông giữa cộng đồng người Việt ở Đức với quê hương, một tờ báo điện tử trong nước đã ký thỏa thuận hợp tác để trao đổi thông tin với thời báo.de. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, tờ báo này buộc phải đơn phương hủy bỏ thỏa thuận vì thời báo.de làm báo giả dối, thiếu khách quan, liên tục đăng tải thông tin đưa tin không đúng sự thật, tiêu cực suy diễn gán ghép lái vấn đề sang hướng xấu và cần phải nói thẳng rằng từ thái độ thiện trí của phía việt nam mà trong một thời gian lê trung khoa có cơ hội được tiếp xúc với cán bộ ngoại giao việt nam dự một số buổi đón tiếp vào hoạt động của một số lãnh đạo việt nam khi sang thăm làm việc tại đức về sau những bức ảnh chụp tại các cuộc tiếp xúc này lại được lê trung khoa sử dụng để lòe bịp khoe khoang như một nhân vật quan trọng trượt dài trên con đường lừa dối để mưu cầu mục đích cá nhân và nuôi tham vọng, không có gì khó hiểu khi Lê Trung Khoa nhanh chóng quay lưng lại với đất nước của mình. Kể từ khi đổi hướng chính trị, với các bài viết chủ yếu đáp ứng nhu cầu của số người đọc có xu hướng chống phá, thời báo .ze ngày càng đi vào con đường xấu, trở thành một địa chỉ truyền thông chống Việt Nam nằm giữa châu Âu. Các bài viết, video clip do Lê Trung Khoa phát tán trên thời báo .ze, và Youtube thường trắng trợn xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đưa tin và bình luận bóp méo một số sự kiện liên quan Việt Nam nhằm tác động tiêu cực tới uy tín và hình ảnh của Việt Nam, uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cổ vũ một số tổ chức cá nhân có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện trí với Việt Nam, kích động dư luật xấu. Để lừa dối người đọc, Lê Trung Khoa tự đánh bóng tên tuổi bằng cách rêu rao bản thân là một nhà báo đức giấy tờ duy nhất liên quan tới hoạt động báo chí được Lê Trung Khoa trưng ra là một thẻ báo chí. Mà ở Đức, thẻ báo chí như vậy không chỉ được cấp cho người hoạt động chính thức trong làm báo, mà còn cấp cho người có việc làm thêm liên quan đến báo chí. Bất cứ người nào ở Đức cũng có thể nhận được một thẻ báo chí nếu nộp một khoản lệ phí vài trăm euro, đồng thời khai báo bày tỏ ý muốn làm việc có liên quan báo chí như thu thập thông tin cho một địa chỉ về truyền thông chỉnh sửa văn bản cho một tờ báo, lập trang mạng và đăng quảng cáo. Khi mới sang Đức, Lê Trung Khoa khoe đã học tại trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, sống và làm ăn ở Berlin. Lê Trung Khoa khoe trên trang Facebook cá nhân từng học ở đại học Weimar, nhưng khi những người biết tường tận về anh ta xác định đó chỉ là dối trá thì Lê Trung Khoa im lặng, cho đến nay vẫn không hề công bố văn bản nào cho thấy anh ta đã học và tốt nghiệp các trường này. Không chỉ vậy, các bài viết đặc biệt là video clip đã phát trên YouTube cho thấy Lê Trung Khoa sử dụng tiếng Việt rất kém, nói tiếng Đức cũng theo lối bồi. Đặc biệt là nhà báo Đức, nhưng đến nay Lê Trung Khoa chưa hề có một bài báo nào do chính anh ta viết bằng tiếng Đức đã được đăng tải. Tự nhận là nhà báo Đức Song Lê Trung Khoa luôn tỏ ra là một người không quan tâm tới nguyên tắc đạo đức báo chí mà nguyên tắc hành nghề của anh ta là cố gắng phát tán càng nhiều càng tốt các loại tin giả, fake news hoặc tin tức đã bị xuyên tạc, bóp méo. Thí dụ, Lê Trung Khoa liên tục cho đăng trên thời báo.vn bài viết có mục đích cản trở việc ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU EVFTA, hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam và EU EVIP sử dụng rất nhiều thông tin, sự kiện hình ảnh không hề liên quan để tiến công một cách bì ổi vào sản phẩm xa hơi của công ty VinFast. Gần đây trên YouTube, Lê Trung Hoa là một trong số ít kẻ liên tục bia đặt tin tức về biển Đông để vu khống Việt Nam, đánh lừa dư luận, kích động chiến tranh. Một điểm nổi bật trong hành nghề báo chí của Lê Trung Khoa là có mối thâm thù sâu sắc với những người Việt đang sống ở Đức, đã thể hiện tinh thần yêu nước kiên quyết đấu tranh với các thế lực phản nước hại dân. Để làm việc này, Lê Trung Khoa chưa cháo chế tài liệu giả để vu khống một người Việt yêu nước ở Đức từng giết nhiều lính Mỹ. Năm 1968 từng ám hại một số bác sĩ người Đức làm việc tại Bệnh viện Huế. Trong khi năm 1968, người bị Lê Trung Khoa vu khống mới chỉ có 14 tuổi. Chưa vào quân đội, vẫn sống và đi học ở quê nhà. Nhằm tăng cường khả năng chống phá của thời báo.ge, thời gian gần đây Lê Trung Khoa đã tập hợp quanh mình một số công sự vốn nổi danh thù địch, thiếu thiện trí như Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài. Về Bùi Thanh Hiếu, đó là người đã trải qua lộ trình đi từ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cờ bạc, trộm cắp đến nhà dân chủ. Cụ thể, năm 1994, Bùi Thanh Hiếu từng bị Tòa án Nhân dân tuyên án 45 tháng tù hai năm quản chế vì tội tàng trữ tổ chức sử dụng ma túy. Năm 1998, bị xử lý hành chính vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân. Năm 2009, bị công an tạm giữ vì có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia. Năm 2011, bị xử lý hành chính về hành vi tàng trữ súng đồ chơi trong danh mục cấm sử dụng. Từ ngày đến nước Đức bùi thanh hiếu và kiếm sống bằng nghề buôn đồng hồ nổi niêu song trào vừa buôn bán tin tức chính trị để nuôi bờ facebook của anh ta là thánh địa của các ổ nhóm phản động như đánh giá của cư dân mạng gần đây bùi thanh hiếu đi theo lê trung khoa như hình với bóng các thủ đoạn bịa đặt xuyên tạc nhào nặn xào xáo dâng chuyện vu khống sử dụng thuyết âm mưu hư cấu ra chuyện giật gân liên quan đến tình hình việt nam liên quan hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước mà Bùi Thanh Hiếu vốn rất là lành nghề đã thể hiện rất rõ trên thời báo chấm re. Thậm chí cách đặt tên theo lối trương hồi của chuyện võ hiệp mà Bùi Thanh Hiếu rất thành thạo cũng được sử dụng để đặt tên cho bài viết video clip của Lê Trung Khoa. Còn Nguyễn Văn Đài, đây là nhà dân chủ, năm 2007 đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án 4 năm tù giam quản chế 4 năm sau khi ra tù vì đã có hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị tòa nhân dân tuyên án 15 năm quản chế 5 năm sau khi ra tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà được đưa ra khỏi nhà tù tới sân bay quốc tế Nội Bài để sang Đức xin tị nạn chính trị. Theo một bài viết trên báo Công an Nhân dân, Nguyễn Văn Đài đã khai với cơ quan công an, trung bình mỗi tháng anh ta được bên ngoài cung cấp 1.000 đô la Mỹ, trong đó khoảng từ 600 đến 700 đô la là lương tháng của Nguyễn Văn Đài, số còn lại để trả lương nhân viên, tài trợ học bổng cho một số người đã được chọn từ trước. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2006, Nguyễn Văn Đài đã được trả công gần 19.000 đô la Mỹ. Sau khi nhận được lượng khoan hồng của nhà nước Việt Nam để đến Đức định cư, Nguyễn Văn Đài lập tức trở lại đường cũ, bắt tay với tổ chức khủng bố Việt Tân dấn sâu vào con đường chống phá. Điển hình là ngày 25 tháng 4 năm 2019, Nguyễn Văn Đài và đại diện tổ chức khủng bố Việt Tân đến gặp đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan để vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền và dư luận coi đây là một cuộc gặp đáng xấu hổ vì anh ta cùng đồng bọn được đón tiếp trong một căn phòng tồi tàn. Đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng chỉ ghi nhận một cách xã giao. Với sự tham gia của mấy kẻ đầy tai tiếng như Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài, trang thời báo.de do Lê Trung Khoa điều hành đã và đang là một điểm đen trong các địa chỉ truyền thông của người Việt ở nước ngoài. Đến nay, dù mọi dối trá bịa đặt bịp bợm nhảm nhí mà thời báo chấm re công bố đều bị dư luận vạch trần lê trung khoa vẫn tiếp tục chơ cháo sử dụng thời báo chấm re thực hiện hành vi bất lương chính vì thế trong gần 600 thảo luận dưới video clip đã đề cập tại phần đầu chương trình này hầu như chỉ có ý kiến phản đối coi lê trung khoa chỉ là người sống bằng nghề chửi một dạng trí phèo thời nay con cháu cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống. Phản bội quê cha đất tổ, nơi đã sinh ra nó và nơi nó đã học để biết chữ, để hôm nay ngồi ở bên Đức nói xấu chế độ, không đáng được gọi là nhà báo. Đó là các ý kiến mà nếu Lê Trung Khoa còn chút lương chi thì hãy biết xấu hổ, hãy xem lại việc làm của chính mình, hãy tư vấn tại sao dư luận đã đánh giá như vậy để nhìn nhận lại bản thân, Lấy lại tư cách người lương thiện Còn nếu Lê Trung Khoa tiếp tục sử dụng thời báo.de Để đạt mục đích xấu Hoặc vì được thế lực nào đó o bế hỗ trợ Để tiếp tay chống phá Việt Nam Thì rốt cuộc Anh ta sẽ chỉ nhận được sự chê cười Và xem thường của cả cộng đồng Quý vị và các bạn phải theo dõi bài Đừng tự trở thành nỗi xấu hổ Của cộng đồng gốc Việt Của tác giả Hồng Quang bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau